Thống kê của ngành y tế có khoảng 15,7% nam giới Việt Nam bị yếu sinh lý ở độ tuổi sau 40. Điều này có sự ảnh hưởng khá lớn đến cuộc sống hôn nhân cũng như tâm lý và khả năng sinh sản của phái mạnh. Để khắc phục, nam giới có thể sử dụng những sản phẩm hỗ trợ Hattrick và Hattrick Nano do công ty cổ phần Fedora chịu trách nhiệm phân phối và sản xuất. Theo các chuyên gia y tế, thì sản phẩm này có độ an toàn cao vì được sản xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên quý hiếm theo công nghệ điều chế đạt tiêu chuẩn GMP của Tổ chức Y tế Thế giới. Đặc biệt, sản phẩm được điều chế theo dạng viên sủi với công nghệ bào chế nano sẽ giúp tăng chất lượng thành phần của sản phẩm, đồng thời giúp việc hấp thu vào cơ thể dễ dàng hơn và hiệu quả nhanh hơn. Việc đưa vào sử dụng sản phẩm này sẽ giúp nam giới nhanh chóng cải thiện khả năng sinh lý bị suy yếu, nâng cao chất lượng cuộc sống hôn nhân, đồng thời hỗ trợ cải thiện tình trạng vô sinh hiếm muộn hiện nay ở nhiều cặp vợ chồng. Xin chào các bạn, mình là diễn viên Anh Đức. Anh Đức đã dành thời gian để tìm hiểu những cái sản phẩm về sức khỏe, sinh lý. Tuy nhiên nhưng mà để mà tìm được một cái sản phẩm mà nó có cái độ tin cậy thì rất là khó. Có những cái sản phẩm nó lại có chứa cái tân dược ở trong đấy, và nhiều cánh đàn ông lại thích dùng những cái sản phẩm như thế và lạm dụng như là một cái loại thuốc kích dục. Mình nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình chứ nó không mang lại hiệu quả cái gì cả. Anh Đức đã được một số bạn bè thân thiết chia sẻ bí quyết và được cả những bác sĩ chuyên khoa nữa đã khuyên mình dùng một cái sản phẩm để cải thiện cái vấn đề đó. Đây chính là cái viên sủi Hattrick này. Thì sau khi mà dùng cái sản phẩm này một thời gian ấy, thì bạn bè của anh Đức đã nhìn thấy ở anh Đức một cái sự cải thiện rõ rệt. Đấy, thấy mình vui vẻ, phấn chấn lên rất là nhiều, tự tin lên rất là nhiều. Và cái điều quan trọng nhất đối với anh Đức mà trước đây anh Đức luôn lo lắng ấy, thì chính là bà xã của mình. Bà xã của mình đã cảm thấy rất là hài lòng về vấn đề sức khỏe của mình và về cái chuyện chăn gối đó. Theo anh Đức, một người đàn ông khỏe mạnh, có sức khỏe sung mãn phải thể hiện rõ rệt ở 3 điều. Thứ nhất là người đàn ông đó phải có tâm lý tự tin, vững vàng, phải luôn thư giãn, phấn chấn. Điều thứ hai là phải có thể lực tốt, sức khỏe tốt, thận phải khỏe này, các cơ, các khớp phải dẻo dai này. Và thứ ba, điều cuối cùng, đó là người đàn ông đó phải luôn có một cái sự tràn đầy về năng lượng. Đấy, luôn tạo cho người đối phương của mình nhìn thấy ở mình nó là một cái sự khỏe khoắn này, có cái sức hút của nam tính. Tuy nhiên thì không phải cánh mày râu nào cũng có thể tự tin để mà hoàn thành cả ba cái điều trên. Thế thì rất là may mắn là như này, cái sản phẩm Hattrick này đã có một cái giải pháp toàn diện cho cái vấn đề đó, cải thiện được về tinh thần này, năng lượng này, bổ xương khớp, bổ thận tráng dương. Đấy, và luôn giúp cho đứng mày râu giữ được phong độ ổn định. Cái sản phẩm Hattrick này có thành phần hoàn toàn từ tự nhiên, được chiết xuất từ dâm dương hoắc này, nhân sâm này, ba kích này, hào biển. Đấy, mà tác dụng của những cái thành phần đó thì chắc là các anh em đều biết đấy. Nó phải gọi nó là thần dược trong cái việc cải thiện sinh lý của đàn ông. Tuy nhiên ấy, có một cái thành phần đặc biệt ở trong Hattrick này mà Đức vô cùng tâm đắc. Có thể mọi người chưa, có nhiều người chưa nghe đến cái từ đó, đó là cọ lùn. Theo anh Đức tìm hiểu ấy, thì cọ lùn Bắc Mỹ này đã được sử dụng hơn 200 năm nay như là một phương thuốc đặc trị cho cái việc điều trị cái suy giảm ham muốn của đàn ông. Ngoài ra còn một cái điểm hay nữa mà như mọi người đều nhìn thấy ở Hattrick này, đó là sản phẩm Hattrick này được đặc chế dưới dạng viên sủi. Đấy, tức là mình chỉ việc cho viên sủi vào một cốc nước và uống trước khi ăn. Và cái mùi vị của viên sủi này thì rất là dễ uống. Và trong khi uống ấy, mình sẽ cảm giác được luôn, đó là những cái thành phần từ thảo dược ấy, nó sẽ thẩm thấu vào trong cơ thể mình một cách nhanh chóng. Đây có lẽ chính là cái lý do mà Hattrick đã đem lại được một sự khác biệt lớn trong hiệu quả so với những sản phẩm khác trên thị trường. Vì là được chiết xuất từ tự nhiên nên là Hattrick hoàn toàn không có tác dụng phụ. Anh em có thể yên tâm hoàn toàn sử dụng. Anh Đức đã được bác sĩ khuyên dùng cái sản phẩm này trong vòng 2 tháng.
Nhưng nói thật là mới chỉ dùng đến tuần thứ 3 thôi mà anh Đức đã cảm thấy một cái sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể mình. Đó là tinh thần của mình bắt đầu sảng khoái hơn, cơ thể năng lượng nó tràn đầy. Chúc cho anh em có thể lập được cú hat-trick đầu tiên sau khi dùng cái sản phẩm hat-trick này. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.